Thì hôm nay sẽ nói về cái vấn đề mà chơi Paris King ha. Nói về mấy con nhỏ mà vô nhà mình bắn nhà mình rồi chơm tiền của nhà mình ha. Rõ ràng trước khi buổi tối tôi đi ngủ tôi đã nhắn một cái tin nhắn rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình đi ngủ nhé. Xin các bạn đừng bắn nhà mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Mà sáng hôm sau khi mà tao ra tao coi cái đảo của tao, trời ơi, tao nói dân chúng nó bắn banh cành cái đảo của thằng nhỏ, nhìn cái đảo xong mà không muốn đi toilet luôn. Đứa nào bắn là một lần thôi nha là tao biết nó ghét tao rồi, không cần bắn hai ba lần đâu. Làm sao mà tao xây lại cho kịp? Đứa nào mà sẽ bắn kiểu đó hả? Tao xé nách, tao xé háng, rồi tao unfriend, tao lóc.